Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với AZ Rancho Channel và mình là Phát Nguyễn đây. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói cho anh em biết những cái dấu hiệu để nhận biết một cái đối tượng đang lừa đảo các bạn mua cá. Ok, bây giờ trước khi đi vào phần nội dung chi tiết, chúng ta cùng đi qua phần intro nha. Chào anh em, dạo gần đây mình thấy là rộ lên trên các cái hội mua bán cá và mua bán phụ kiện thì cái phong trào là lừa đảo đã bắt đầu gọi là quay trở lại và rất là nhiều anh em bị lừa. Ngoài cái vấn đề là lừa đảo khi mà mua bán cá thì ngoài ra là trùng chỉ hay là phụ kiện, hồ cá, nói chung tất cả những cái thể loại gì mà có thể mua bán được online thì tụi nó đều lừa hết các anh em, tụi nó quét sạch luôn tất cả luôn. Từ cá bảy màu, cá beta, rồi cá ranh chu, cá la hán, cá rồng, tất cả các hội cá cho tới những cái phụ kiện, ví dụ như hồ cá, bình oxy hay là bình CO2, thậm chí là trùng chỉ luôn, tụi nó lừa hết. Cho nên là bây giờ bất cứ cái gì mua bán online anh em đều phải cẩn thận. Nếu anh em nào mà đã từng mua bán cá nhiều lần rồi thì chúng sẽ hiểu được cái nguyên tắc mua bán cá từ xưa tới giờ á, là người mua buộc phải chuyển 100% giá trị đơn hàng cho người bán, sau đó người bán mới gửi cá cho người mua. Bởi vì khi mà đã gửi cá đi rồi, nếu như người mua không nhận hàng thì cá chết người bán. Trường hợp thứ hai là nếu người mua nhận hàng nhưng mà không có chuyển tiền cho người bán, người bán cũng chịu, không có cách nào lấy lại tiền được hết. Cho nên là để đảm bảo an toàn thì người bán thường yêu cầu là chuyển khoản trước. Một số đối tượng lừa đảo thì biết được cái điểm này, cho nên chúng lợi dụng cái điểm này bắt đầu lừa đảo như anh em mới chơi. Và khi anh em nào mà đã chuyển tiền cho tụi nó rồi á thì coi như xong, tụi nó biến mất và anh em sẽ không bao giờ nhận được cá. Cho nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói cho anh em biết những cái đặc điểm để nhận diện cái bọn lừa đảo nó như thế nào. Cái điểm đầu tiên mà để nhận diện cái bọn lừa đảo á thì tụi nó thường sử dụng nick ảo. Nick ảo có nghĩa là gì? Là những cái nick mà nó mới vừa tạo trong thời gian gần đây thôi. Và gần như trong cái nick đó, bạn vô xem trang cá nhân của nó, gần như nó sẽ không thấy những cái bài đăng gì nhiều cả, hoặc là không thấy bạn bè gì cả, không có tương tác gì cả. Và thường nhiều khi nó cũng bị tag vào trong những cái link tầm bậy tầm bạ, thí dụ là xổ số hay là cá độ hay là phim xét này nọ. Thì nếu như mà một cái người sử dụng đích thật á mà khi bị tag vào những cái nội dung đó thì họ sẽ xóa ngay chứ không để, tại vì lỡ bạn bè mình vô thấy mình bị tag vô những cái đó thì người ta hiểu lầm, người ta chọc ghẹo mình không. Nếu mà nick thật thì chắc chắn sẽ không có những cái nội dung đó. Nếu mà bạn vô cái nick mà bạn thấy ok, không có post bài gì cả, không có đăng thông tin gì cả, có thể share một vài cái gì đó linh tinh linh tang gì đó, nhưng mà rất ít, và có thể bị tát vào những cái nội dung tầm bậy tầm bạ thì bạn né ra, đó là có vấn đề. Cái dấu hiệu thứ hai để nhận biết cái tụi lừa đảo á là không bao giờ dám nghe video call. Bạn cứ mạnh dạn call video call cho nó, Facebook, Zalo gì cũng được hết, bảo đảm nó không bao giờ dám bắt máy, tại vì nó không có dám cho bạn thấy mặt. Thấy mặt là lộ hết, bạn báo công an hay là có bằng chứng này nọ thì sau này tụi nó rất khó chạy tội, đúng không? Và cái thứ hai á, là các bạn con video con để đồi coi cá thì tụi lừa đảo thường không bao giờ có cá để cho các bạn coi cả, tại vì clip tụi nó đăng lên á, thường là tụi nó lụm ở trên mạng và thường những con cá đó là rất mắc tiền mà tụi nó đăng với giá rất là rẻ, cho nên chắc chắn luôn tụi nó không có cá để cho các bạn coi đâu. Cho nên các bạn cứ đồi con video để coi cá, coi mặt là tụi nó chạy liền. Cái dấu hiệu thứ ba để nhận biết lừa đảo á là cái đối tượng lừa đảo sẽ không dám cho các bạn cái thông tin địa chỉ để các bạn tới tận nơi để mua cá. Tại vì sao? Tại tụi nó đâu có cá đâu mà tới tận nơi để mua. Còn trường hợp những cái người mà bán cá chân chính á, người ta rất là thích các bạn tới mua cá. Tại vì sao? Bạn tới mua cá người ta rất là tiện, người ta đỡ mất công phải dưỡng cá cho các bạn nè, không đỡ mất công phải đem cá đi rửa cho các bạn nè, đỡ tốn tiền thùng xốp nè, rồi đỡ tốn tiền cái rủi ro nữa, tại vì rủi ro trên đường vận chuyển mà cá chết là người bán họ chịu. Cho nên là nhiêu đó thôi cũng đủ là biết bao nhiêu tiền trong đó rồi. Thường là mình hay gửi cá đi xa là nội cái chi phí mà thùng xốp, rồi chi phí mà shipper đem hàng ra nhà xe gửi thì đâu đó phải trên dưới 100 ngàn, đúng không? Trong khi người mua người ta tới tận nơi người ta mua, bạn lời được thêm 100 ngàn, tội gì không cho ta tới coi, đúng không? Cho nên khi các bạn trước khi mua cá, các bạn cứ hỏi là địa chỉ ở đâu, cho địa chỉ số điện thoại. Nếu mà người bán họ viện cớ là ok ha, thí dụ họ ở xa lắm thì bạn cứ hỏi địa chỉ luôn, bạn cứ nói rồi sau đó bạn nói là ok tôi có người bạn ở gần đó,
cứ cho tôi địa chỉ đi, tôi nhờ người bạn tôi tới lấy trực tiếp. Nếu như mà bạn đã nói tới mức đó rồi mà nó vẫn không chịu cho các bạn địa chỉ á, thì rõ ràng nó có vấn đề, hoặc là nó quanh co, nó nói à nó là trại lớn, nó không cho người lạ vô coi này nọ kiểu á, thì cứ next bỏ qua và đừng bao giờ quay lại. Ok, nếu như sau khi người ta cho các bạn địa chỉ rồi nhưng mà bạn không tới lấy cá được thì các bạn có thể yêu cầu người ta ship vẫn bình thường. Ví dụ bạn nói ok giờ bạn tôi bận rồi, hoặc là bạn tôi đi công tác rồi giờ không tới lấy được, thôi bạn ship giùm tôi. Ok, người bán người ta vẫn vui vẻ, người ta ship cho bạn tại vì người ta bán được hàng, người ta có lời từ cái đơn hàng đó, thì chẳng dại gì người ta không làm hết. Nên các bạn cứ yên tâm, đừng ngại gì cả, cứ mạnh dạn yêu cầu và test thử giống như mình nói. Cái dấu hiệu thứ tư để nhận biết lừa đảo đó là cái thông tin nó không có matching với nhau, cái thông tin nó không có thống nhất với nhau. Ví dụ như bạn thấy nick Facebook của nó tên, ví dụ tên là Phát Nguyễn đi, nhưng mà cái tài khoản ngân hàng của nó đưa cho bạn đó, ví dụ tên Long, rồi bạn lấy số điện thoại bạn search trên, các bạn có thể lên Zalo hoặc Facebook hoặc là lên Ví Momo chẳng hạn, để bạn dùng cái số điện thoại của nó bạn search, thì chắc chắn nó sẽ ra một cái tên, mà thường cái tên đó là tên đúng. Bạn cứ lấy bạn search. Nếu như mấy cái tên, ví dụ là tên Facebook nó là một tên, mà tên Zalo rồi tên số tài khoản nó lại khác nhau, thì chúng ta có quyền đặt ra nghi vấn cái tài khoản này có thể có vấn đề. Trường hợp là nếu mà sử dụng một cái tài khoản nữ thì có thể nha, tại vì thí dụ như là chồng bán cá nhưng mà tài khoản nó tài khoản của vợ thì vẫn ok và có thể chấp nhận được. Nhưng mà thí dụ thằng này bán cá nhưng mà nó sử dụng nick hoặc là sử dụng cái số tài khoản của một thằng khác thì nó là có vấn đề, tại vì hai thằng con trai thường hay không có chơi kiểu đó nha, không có chơi BD, không có chơi kiểu đó. Thí dụ người yêu hoặc vợ thì có thể chấp nhận, nhưng mà chơi BD là không chơi nha. Ok, thì đó là bốn cái dấu hiệu để các bạn nhận biết được một cái người bán cá có đang thực sự bán cá hay không, hay là một cái đối tượng lừa đảo. Nếu như một cái đối tượng nào đó mà có vướng một trong bốn cái điều mà mình vừa nói thì các bạn có thể check thêm một lần nữa bằng cách là các bạn chụp hình cái profile của cái người đó, thì có tên và hình avatar, các bạn đăng lên những cái hội cá để hỏi xem cái người này có uy tín hay không, và trước giờ đã có những cái người nào giao dịch với cái người này rồi, và những người đó có biết địa chỉ của người này ở đâu hay không. Chừng khoảng từ 10 tới 15 phút sau là cộng đồng mạng sẽ vô hỗ trợ các bạn. Nếu như người này đã từng bán cá lâu năm rồi và uy tín thì sẽ có người từng mua rồi vô confirm với các bạn, ok anh này mua bán ok nha, uy tín. Hoặc là những cái người nào bảo bị nó lừa rồi thì sẽ vô confirm với bạn, ok thằng này lừa đảo nha, né nó ra. Chỉ đơn giản vậy thôi, mất khoảng chừng vài phút mà các bạn có thể tránh được mất một số tiền lớn. Ok, thì video đến đây kết thúc. Mình mong rằng video này sẽ có ích cho các bạn, để giúp các bạn có tránh được cái tình trạng bị lừa đảo khi mà mua cá online, để giúp góp phần tạo nên một cái cộng đồng mà chơi cá nó trong sạch và nó lành mạnh hơn, tránh những cái trường hợp lừa đảo làm cho người mua mất lòng tin ở người bán. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em cảm thấy video này hay, thú vị và hữu ích thì nhớ đừng quên like video và bấm nút subscribe hay là đăng ký kênh ở bên dưới. Nếu như anh em đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào hình cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Nếu như anh em muốn mua những cái sản phẩm của EZ Anh Chu thì có thể ghé trực tiếp shop ở địa chỉ là 73-9 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là có thể liên hệ với mình qua các kênh như là Facebook, Zalo. Ngoài ra các bạn còn có thể đặt mua tại Shopee và Lazada. Thì tất cả những cái thông tin về EZ Anh Chu sẽ nằm ở phần mô tả video, các bạn có thể xem chi tiết hơn ở đó. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.